Xin chào các bạn, trong video clip này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng tính năng chia đôi màn hình trên TV Samsung 2020. Với tính năng chia đôi màn hình này, chúng ta có thể dễ dàng lựa chọn những cái nội dung ở mỗi màn hình trái hoặc là phải để có thể tùy chọn cũng như là tối đa lợi ích của chiếc TV và cái màn hình này của mình sử dụng. Với tính năng chia đôi màn hình, chúng ta có thể lựa chọn giữa màn hình bên trái và màn hình bên phải những nội dung khác nhau cho những mục đích sử dụng khác nhau. Màn hình bên trái chúng ta có thể lựa chọn đó là nguồn truyền hình cáp HDMI hoặc là YouTube. Đối với màn hình bên phải sẽ là màn hình điện thoại di động hoặc ứng dụng YouTube hoặc là thiết bị webcam của Logitech 930E. Để thay đổi nội dung của mỗi màn hình, chúng ta di chuyển sang màn hình cần thay đổi, di chuyển phím xuống. Ở thanh công cụ phía dưới chúng ta sẽ thấy những biểu thị cho những tính năng của màn hình đó. Để chọn nội dung khác, chúng ta di chuyển xuống, chọn HDMI hoặc là YouTube. Và đây chúng ta đang sử dụng YouTube, mình có thể lựa chọn sang nguồn HDMI. Hoặc chúng ta có thể thay đổi kích thước của màn hình trái phải trong mục đích sử dụng của mình. Hoặc vị trí của những màn hình này so với nhau. Tinh chỉnh ở mỗi màn hình, chúng ta di chuyển đến màn hình cần tinh chỉnh, bấm chọn để quay trở về tính năng chia đôi màn hình, chúng ta bấm giữ phím quay trở về. Tương tự đối với màn hình bên phải, chúng ta cũng thao tác như màn hình bên trái. Để thay đổi nội dung, để thay đổi kích thước màn hình cũng như vị trí, ở năm 2020, tính năng chia đôi màn hình cho phép chúng ta cùng một lúc phát âm thanh từ cả hai màn hình. Chúng ta có thể thay đổi âm lượng của mỗi màn hình trái và phải tùy theo mục đích sử dụng của mình. Khi màn hình bên phải chúng ta lựa chọn một nội dung nào đó trên YouTube và khi xem màn hình điện thoại, ứng dụng YouTube sẽ tối ưu trên màn hình của các bạn. Lưu ý, khi màn hình bên phải chúng ta thay đổi chiều dọc hoặc chiều ngang, trên TV sẽ tự động tối ưu hóa kích thước màn hình để chúng ta có thể xem hai nội dung một cách tốt nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chúc các bạn có những giây phút giải trí thật tuyệt vời trên TV Samsung với tính năng Mobile View chia đôi màn hình.